bộ chấm thủy thì nó sẽ bao gồm hai nét chấm và một nét hắt. Thì các bạn lưu ý cho mình là nét chấm đầu tiên là nét chấm móc, nét chấm thứ hai là nét chấm thả, thả nhẹ xuống phía dưới, hơi vuốt nhẹ xuống, và cuối cùng là một nét hắt nhẹ lên trên. Thì hắt này nó sẽ khoảng 40 hoặc 45 độ tùy theo cấu tạo của chữ Hán. Tiếp theo thì mình sẽ viết vế tay phải. Kết cấu của chữ Hán này là kết cấu trái hẹp phải rộng, cho nên các bạn phải nhớ là phía bên tay phải này nó sẽ được viết rộng hơn so với phía bên tay trái, vì nó có nhiều nét phức tạp hơn và nó có nhiều nét ngang và nó có các nét vươn dài, ví dụ như nét sổ cong móc hoặc là nét sổ gập cong được thay thế. Đây là chữ lưu các bạn nhé. Thì các bạn viết cho mình là nó sẽ có dạng như thế này này. Cái nét sổ phẩy sẽ được viết nhỏ và nét sổ gọn ở giữa cũng sẽ được viết nhỏ. Tiếp theo thì phía bên tay phải thì một số nhà thư pháp thì họ sẽ viết thành một nét sổ gập cong nhẹ để tạo điểm nhấn. Còn nếu như mà chúng ta viết theo thuần, theo chính khải thì các bạn cũng có thể viết thành một nét sổ cong móc bật nhẹ lên trên. Thì cái chữ lưu mà nó chứa cái nét sổ cong móc ấy thì nó sẽ được viết lớn hơn so với là thay thế cho cái nét kia, cái nét sổ gập cong kia. Đấy, sẽ được viết lớn hơn nhé. Thì chúng ta cùng phân tích lại một lần nữa thì cái bộ chấm thủy này viết theo hình vòng cung. Cái nét chấm này kéo thẳng xuống dưới thì nó sẽ thẳng hàng với nét hắt, còn cái nét chấm ở giữa kia thì nó không thẳng hàng với nhau. Đấy, chúng ta phải viết lệch ra như thế này các bạn nhớ chưa? Hắt nhẹ từ dưới, hắt nhẹ trên, nhấc cao ngọn bút, nhấc cao ngọn bút lên trên và vuốt nhẹ lên trên là được nhé. Thì các bạn phải viết nó phát triển theo chiều cao. Phát triển theo chiều cao rồi thì vế tay phải này nó cũng cao, nó vừa lớn, nó vừa rộng nữa. Cập nhẹ này, nhấn này, đưa bút lại này, rồi bật nhẹ lên trên. Đấy. Và cái nét chấm, các bạn nhìn cái nét chấm mình viết này, nó không chạm với lại cái nét phải gập kia nhé. Nó lại không viết cái chạm với nét phải gập đấy, mà được viết cao nhẹ như trên. Cái nét sổ phẩy được viết ngắn thôi, sổ gọn cũng thế, viết ngắn nhẹ từ từ thôi, gọn lại một chút nhẹ như trên này. Còn nét sổ cong móc này các bạn nhìn này, bẻ cong sang tay phải rồi, tăng nhẹ được tay lên rồi, móc nhẹ từ từ lên, từ từ thôi, nhấc cao ngọn bút, nhấc cao lên rồi bật nhẹ trên. Như vậy là các bạn thấy là cái nét sổ cong móc này nó sẽ được viết to hơn so với cái nét sổ gập cong kia, đúng không? Đấy, đây là cái đường viền của ô ly này, các bạn nhớ là viết cái chữ Hán ở trong cái khoảng giữa ô này thôi, không được viết là nó đi ra ngoài ô ly các bạn nhé. Đấy, đây là cái chữ lưu này. Thì cái bộ chấm thủy này các bạn nhớ chưa? Đấy, thì chấm thủy hay bộ thủy này thì các bạn thấy là cái nét chấm móc với lại cái nét hắt nó thẳng hàng với nhau, riêng cái nét chấm ở giữa thì nó sẽ không thẳng hàng mà nó sẽ được viết lệch sang phía bên tay trái một chút để sao cho có điểm, tạo ra thế vòng cung. Còn nếu như mà các bạn viết cái nét sổ cong móc này lên thì các bạn thấy là nó sẽ thiếu thêm một cái phần móc nữa, đúng không? Thêm một phần móc nữa thì các bạn thấy là nó sẽ được viết nó to hơn,